Anh xuất phát điểm thì chậm hơn những bạn cùng trang lớp. Rồi cuối cùng mong lung là không biết mình sẽ làm cái gì á. Thấy sao, ủa sao mình vô dụng dữ vậy không? Chưa kể nữa, anh còn nhớ thời điểm đó là có một lần anh bị cắt da trong một cái phim nữa. Nó hụt hẫng, nó trên vên một cách kỳ lạ lắm kìa. Cái anh muốn bỏ nghề. Nguyên một cái đêm đó khóc rất nhiều. Ngồi một chỗ khóc rồi đó. Thật sự anh quan niệm là anh thích gì anh làm đó. Anh rất mê sushi, anh mê lắm. Cơ duyên anh làm cái quán mắn này là anh thích là anh làm à. Xin chào tất cả các khán giả thân yêu của Tay Phải Tay Trái. Mình là Tú Vi và hôm nay thì mình rất là hào hứng được gặp một nhân vật mà anh không chỉ là một diễn viên nổi tiếng trong nghề. Bên cạnh đó, anh còn được làm một doanh nhân kinh doanh ẩm thực. Bây giờ thì Vi được anh ấy cho địa chỉ đến đây là một quán sushi. Nhưng mà không biết sao nhìn vào đó là quán bánh canh. Thì bây giờ mình phải chờ anh về để mình chắc chắn coi có phải đây là quán của anh ấy hay không. Sao mà lâu quá nè. Trời ơi, đây rồi, trời ơi. Lên lại, lên chờ đi. Ủa đâu đây, quán bánh canh mà. Bánh canh là của anh luôn. Ở dưới đó bán bánh canh, ở trên lầu bán sushi. Đi. Trời ơi, đứng chờ nãy giờ luôn hả? Đứng chờ nãy giờ. Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ trưởng thành và bước ra từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh bắt đầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua vai diễn Vi Cá trong loạt phim Giải Cứu Tiểu Thư Ba, Giang Hồ Chợ Mới, Vi Cá Tiền Truyện. Không chỉ dừng lại ở đó, Quách Ngọc Tuyên còn hóa thân vào đa dạng vai diễn như cậu hái sinh trong phim Giọt Lệ Bên Sông, thằng khờ trong phim Cái Tết Của Thằng Khờ, vai chính trong phim chiếu rạp Quốc Xe Nửa Đêm. Tháng 10 năm 2019, Quách Ngọc Tuyên gây chú ý với khán giả khi công khai chuyện tình chú cháu với Thảo Hân kém anh 16 tuổi. Hiện tại, vợ chồng Quách Ngọc Tuyên đã có một cô công chúa nhỏ đáng yêu tên là Bào Ngư. Bên cạnh những thành công về nghệ thuật, Quách Ngọc Tuyên còn rất đam mê kinh doanh. Hiện là ông chủ của quán Cháo X Singapore và quán Bánh Canh Vạn Giá. Gần đây vào tháng 10, anh đã cho ra mắt thêm quán sushi Anh Vi Cá. Về cuộc sống của Quách Ngọc Tuyên ra sao? Hãy cùng Tay Phải Tay Trái đón xem nhé! Em tên ông, khi anh quyết định là làm với Rob, trong tài khoản anh có đúng 50 triệu. 50 triệu? 50 triệu mình quyết định là làm luôn. Ôi! Vòng một tháng đó anh vừa làm tiền kỳ, anh vừa đi bào. Bất kể cái gì anh cũng làm hết. Cái gì anh cũng làm hết Vi. Thậm chí có quay những cái tiểu phẩm nó chỉ có 200 ngàn, 250 ngàn thôi, anh vẫn nhận anh làm. Nhưng mà anh xin với bạn biên tập và bạn chương trình đó, em nói em ơi, hôm nay nếu được cứ sắp cho anh quay nhiều đi. Cái đụng cái em biết dịch rồi, kéo dài 2 năm. Đúng rồi, 2 năm thì có một vài nhà đầu tư bị gãy gánh. Họ không tiếp tục chơi được với mình thì anh bị mất gần 50%. Thì khi đó không đủ tiền, không dám bấm máy. Cái cơ duyên nào mà anh đến với nghệ thuật? Em được biết là anh học trong trường rồi đúng không? Đúng rồi, anh học trong trường sân khấu. Thật sự thì cái cơ duyên lúc đó hình như là đâu học cấp 2 á, nhỏ xíu xíu á. Mà cái thời điểm anh còn nhớ lúc đó là ở dưới quê. Thường thường muốn coi tivi á là phải tập trung vô một gia đình đó có cái tivi. Đúng. Người cùng ngồi coi xong bàn luận lại. Anh coi xong cái anh thấy tất cả những cô chú ở hàng xóm thì thích những cái nhân vật ở trên phim. Cái tự nhiên trong đầu chợt nghĩ, ủa? Thí dụ một ngày nào đó là mình là người trên tivi đó như thế nào ta? Là lúc đó mới học xong lớp 6, lớp 7, lớp 8 thôi đó nha. Là cái nghĩ lúc đó chắc là sẽ hãnh diện lắm nha. Mọi người coi, mọi người sẽ thấy được mình trên đó. Và điều đầu tiên nghĩ nữa sẽ là ba mẹ sẽ là vui lắm. Đó, anh nghĩ đến cái chuyện đó. Khi mà anh thi vô trường sân khấu á, là anh không có báo cho ba mẹ biết. Trời ơi. Anh âm thầm cái ước mơ đó của anh cũng không nói từ nhỏ luôn. Anh chỉ ước mơ là anh thầm anh thi đậu vô trường sân khấu. Anh thi đậu, khi mà có kết quả rồi thì anh mới gọi điện thoại về, anh báo cho ba mẹ thà là con đậu rồi. Ba mẹ rất là bất ngờ, nó nói trời ơi, đâu ra vậy? Bên nội bên ngoại thì trước giờ không có ai làm nghệ thuật hết, tự nhiên giờ đâu lũ ra ăn thằng tự nhiên quen nghề. Như cuối năm nhất là bắt đầu trốn học đi làm rồi đó. Là ngày xưa bất kể cái ngành nghề nào cũng làm hết. Đúng một lần đến thời điểm bây giờ là anh có một suy nghĩ là anh muốn bỏ nghề. Lúc đó anh còn đang là sinh viên năm 2, năm 3 trong trường sân khấu.
thì anh chỉ gắn kết với nụ cười mới, đi học, đi diễn, làm nụ cười mới, tất cả mọi việc là đó. Rồi đùng cái 2010 là Thủ Lộc mất. Thì sân khấu đầu trên vơn, mọi thứ phải dừng lại, rồi công việc của anh nó bóng vơn quá. Anh xuất phát điểm thì chậm hơn những bạn cùng trang lứa. Rồi cuối cùng mong lung là không biết mình sẽ làm cái gì á. Thấy sao, ủa sao mình vô dụng dữ vậy ta. Rồi mọi người được như vậy mình tiếp tục cuộc sống của mình như thế nào. Thì ngồi, chưa kể nữa anh còn nhớ thời điểm đó là có một lần anh bị cắt dây trong một cái phim nữa. Tự nhiên cảm giác có thể là ông tổ bỏ em hết duyên. Đúng rồi, hết duyên. Cái cảm giác mình hết duyên. Tự nhiên nó hụt hẫng, nó trên vên một cách kỳ lạ lắm kìa. Cái anh muốn bỏ nghề. Nguyên một cái đêm đó khóc rất nhiều. Ngồi một chỗ khóc rồi đó. Rồi tự nhiên phải tự dựng mình lại, nó không được. Tự nhiên bây giờ công tình theo nghề như vậy, rồi anh Lộc anh thương mình, anh tạo điều kiện như vậy, rồi tự nhiên anh Lộc nằm xuống thì mình phải bỏ nghề, thì chẳng khác là mình giận quá. Cứ chẳng tới sáng, nguyên một đêm đó, sáng làm sao là quyết định không được như vậy. Rồi đến bây giờ là anh không còn cái tư duy, không còn cái suy nghĩ để bỏ nghề. Em cũng hiểu là dường như chắc không phải chỉ một mình anh đâu. Tất cả những diễn viên của chúng ta đều sẽ phải trải qua một lần nào đó trong cái cuộc đời làm nghề của mình á, cái sự bấp bênh đó. Đúng rồi. Bởi vì cái lúc mà sau đó là tới khi nào mà mình mới có được cái vai diễn tạo dấu ấn. May mắn trong khoảng thời gian anh làm cái nụ cười mới á, là anh được làm chung với anh Hoài Linh, anh Chí Tài, anh Hữu Lộc. Là các anh chị là đã có cái lượng khán giả sẵn rồi. Dạ. Mình làm chung diễn với anh chị đó thì mình cũng được thơm lây. Còn bên mảng truyền hình thì anh trúng được cái vai của cậu Hai Sinh bên phim Dọc Lại Bên Sông. Thì anh nhớ hoài luôn là phim đang chiếu song song vậy đó, thì anh có nhóm hài anh đi diễn với anh Chí Tài với Hoàng Mèo. Ba anh em vừa diễn xong bước xuống là nguyên gia đình chạy bỏ coi tiếp chương trình kêu luôn, chạy ra lôi lại cho mình được. Ê, Hai Sinh lại cho cô hỏi một cái, con thì tiếp tục cái phim nó làm sao, giờ là Hai Sinh nó làm sao, nó giúp được cho em nó không, rồi đứa cháu nó làm sao. Dễ thương quá vậy. Hỏi cháu luôn. Trời, còn cô mày này nha, mày tối ngày mày nhậu hoài à, không kiếm gì làm đi. Ô, người ta nghĩ anh là cái nhân vật đó. Đúng luôn rồi. Tôi đó có kêu vậy luôn. Càng ngày càng nhiều phim như vậy thì anh thấy cái vai diễn nào là anh, đối với anh là ấn tượng nhất? Đến bây giờ thật sự là cái vai ấn tượng nhất và thành công nhất với anh là Vi Cá. Vậy thì cái vai diễn Vi Cá tạo một ấn tượng lớn vậy, anh có sợ là sau này nếu mà anh làm thêm những vai diễn khác á thì người ta vẫn không quên Vi Cá không? Cái đó anh phải nghĩ đó là một may mắn của mình chứ. Được khán giả thương, mọi người trân quý cái nhân vật Vi Cá đó và hoàn toàn mọi người thương Quách Ngọc Tuyên. Và anh không sợ là mình bị định hình đóng khung vô cái nhân vật đó. Tại vì anh xác định ngay từ đầu rồi là Quách Ngọc Tuyên phải làm được nhiều dạng vai. Cái phim Vi Cá vừa thành công với lần như vậy, nếu như người khác là họ sẽ sẵn cái đà đó, họ đi luôn nhân vật Vi Cá thì cũng không biết thêm nữa. Không, anh làm liền một cái phim Tết là cái Tết của thằng Khờ. Anh làm hẳn một nhân vật hoàn toàn khác luôn. Anh chè khờ, cũng may mắn là được sự đón nhận của khán giả. Cái lúc mà anh quyết định mà anh làm Vi Cá Tiền Truyện á, cái quyết định nó đến có khó khăn với anh, anh có phải phân vân nhiều không? Bởi vì em biết đó là tốn chi phí khá nhiều đúng không? Tiền tỷ. Và bây giờ anh chia sẻ có thể vui không tin đâu. Cái thời điểm đó nha, chắc chắn là cái tên Quách Ngọc Tuyên không là gì hết. Kiếm tiền rất là chật vật. Và anh chỉ được may mắn là trúng được cái Vi Cá trong giải cứu tiểu thư trước đó là khán giả thích thôi. Anh tin đâu, khi anh quyết định là làm với rụp, trong tài khoản anh có đúng 50 triệu. 50 triệu? 50 triệu mình quyết định là làm luôn. Ôi! Vòng một tháng đó anh vừa làm tiền kỳ, anh vừa đi bào. Bất kể cái gì anh cũng làm hết. Cái gì anh cũng làm hết Vi. Thậm chí có quay những cái tiểu phẩm nó chỉ có 200 ngàn, 250 ngàn thôi, anh vẫn nhận anh làm. Nhưng mà anh xin với bạn biên tập và bạn chương trình đó, em nói em ơi, hôm nay nếu được nó sắp cho anh quay nhiều đi. Ví dụ 250 ngàn thì bạn đó sắp cho anh quay 7 số. Thì nó nhân lên 7 số nó cũng được 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Rồi cứ lú ra bao nhiêu tiền là anh đập vô, bao nhiêu là tâm trí dồn hết vô đó, kinh tế dồn hết vô trong đó. Và anh may mắn nữa là có những người anh em xung quanh, thậm chí có những diễn viên làm không lấy tiền hết xe. Trong đầu anh định hình khi mà quay ngày cuối cùng là anh chuẩn bị sẵn từng bao thư hết, bao thư của Nam Thư, bao thư của Khả Như, bao thư của anh Hứa Minh Đạt, bao thư của Kiều Minh Tuấn, anh chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi người. Và khi anh gửi tiền diễn viên á, anh đưa Kiều Minh Tuấn không lấy, Nam Thư không lấy. Bé Khả Như là lần đầu tiên anh mới cộng tác với Khả Như, chưa nói chuyện với Khả Như cũng không nhiều luôn.
Và anh bị bất ngờ là Khánh Như cũng không lấy. Anh gửi tiền, Khánh Như nói cất nó đi từ từ tính. Thì em cứ nghĩ là chắc Như còn chưa muốn lấy hay kẹt gì đó. Cái qua cỡ tuần sau anh đi quay chung với Như một cái dự án khác nữa. Anh cầm theo cái bao thư đó, anh lại tiếp tục anh nói Như anh tuyên gửi cái tiền lọc tổ nha. Như nó ông bị khùng không nội. Lúc trước đưa tôi đã không lấy rồi, bây giờ đưa chi nữa, ông không có hiểu gì hết á. Dễ thương lắm, Khánh Như rất là dễ thương. Cái hiệu ứng đón nhận của khán giả tốt như vậy á thì anh có nằm trong dự đoán của mình không? Dạ em thấy lượng view khủng lắm luôn á. Cách đây mấy năm em vô em coi là đã là mấy chục triệu view rồi. À, thật sự là nó cũng ngoài dự đoán của anh. Nhưng khi mà bắt tay vô làm là cái ý chí anh nghĩ phải thành công. Tưởng ơi, dự án này phải thành công, phải thành công, phải thành công. Thì dự án tương lai của anh là nãy anh nói đó hả? Là... thật sự là anh có một cái dự án lớn á mà anh muốn làm phim điện ảnh. Cái vi cá luôn đúng không? Vi cá điện ảnh luôn. Hồi đợt em có nghe Lâm Rang, xong rồi sau đó em cũng thấy là... có thể là cái cơ duyên của anh làm điện ảnh nó chưa tới hay sao đó. Anh cảm nhận làm điện ảnh một cái dự án đó quá khó, nó cực kỳ khó với anh. Kịch bản anh với Mr. Tho với ekip đã làm xong hết rồi. Ekip setup luôn rồi, diễn viên chọn luôn rồi, ngày bấm máy quay luôn rồi, đi chọn bối cảnh, discount bối cảnh xong luôn rồi. Chỉ chờ tới ngày bấm máy và tiền những nhà đầu tư đã rót vô tài khoản anh luôn rồi. Đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết rồi, chỉ chờ ngày bấm máy, đụng cái dịch tới. Trời ơi. Mừng. Là năm 2020 hả anh? 2020 2020 là phải ngưng xong rồi anh phải trả tiền lại với những nhà đầu tư đó. Tại vì anh muốn tất cả mọi thứ phải rõ ràng. Anh nói bây giờ dịch như vậy đó, thôi thì bây giờ cho Tuyên gửi lại cái số tiền này đi, nhưng mà mọi người hứa nha, sau này bấm máy mọi người anh em vẫn chơi, tiếp tục chơi với Tuyên, chứ Tuyên không dám giữ cái số tiền này trong tài khoản của mình. Cái đụng cái em biết dịch rồi, kéo dài 2 năm. Đúng rồi, 2 năm thì có một vài nhà đầu tư bị gãy gánh. Họ không tiếp tục chơi được với mình thì anh bị mất gần 50%. Thì khi đó không đủ tiền không dám bấm máy. Mà em biết đi, bấm máy một cái dự án phim điện ảnh nó phải là rẻ đâu. Ít nhất cái dự toán của anh là nó phải 18 tỷ. Trời ơi. Cái giá anh em hỗ trợ ở nhà, tại phim anh nó rất khó, nó là hành động và hành trình nó di chuyển từ khu này qua khu kia nữa, bởi vậy rất là tốn kém. Trời ơi, khủng quá. Khủng quá anh, đúng là cái duyên chưa đến. Kịch bản bây giờ vẫn còn trong tay, bây giờ chỉ cần đủ tiền chơi. Bây giờ mình đã có 50% rồi, mình kêu gọi thêm nhà đầu tư. Chắc chắn anh đang cố gắng anh kêu gọi. Thời điểm bây giờ bấm máy Tết rồi cũng không kịp. Qua Tết là bắt đầu khởi động là dự án đó. Rồi bữa giờ cũng đang đi tìm nhà đầu tư. Anh kêu ba mẹ anh nè, anh kêu hai đứa em của anh là đứa em rể với em ruột nè, đó là bà con dòng họ với cháu, anh chở lên trên này cho ăn, anh chở tới ngay cái quán đó ăn, ăn cho hết. Rồi anh chị đó đứng đó nhìn đi. Anh cũng đứng anh nhìn luôn. Anh học lén cái cách họ vận hành sao, họ chế biến như thế nào. Quỷ hồi diệt chung ghẹo anh. Đó anh Tuyên, khi nào ông định mở luôn nguyên cái khu ẩm thực của ông vậy? Cứ mỗi lần thích ăn món nào nè, mai mốt mà anh muốn mở nghiêu hấp thái rồi đó kêu em nha. Có luôn hả? Anh thích nghiêu hấp thái. Câu chuyện làm nghề của anh rất là thú vị. Khi mà anh bắt đầu anh chuyển qua kinh doanh thì sao? Còn cái anh làm quán ăn thì nó duyên kỳ cục lắm. Anh đâu có nghĩ là anh sẽ mở những quán ăn như vậy đâu. Cái quán cháu ếch Singapore anh đi cá ở dưới quê. Là thời điểm đó anh thấy bé em ruột của anh là ở dưới quê thấy nó khó khăn quá. Và nó cũng không có việc làm ổn định này nọ. Thì anh ăn cái món cháu ếch đó anh thấy anh thích quá. Anh nói ủa cái món này đem về quê mình chắc cũng hay nha. Sẵn nhà thì tận dụng cái mặt bằng phía trước á, mở luôn không tốn tiền mặt bằng nè. Không tốn tiền nhân viên nè, là người nhà hết rồi. Chỉ tốn tiền vốn liếng ít, chỉ vài triệu thôi. Thì anh nghĩ trong đầu lỡ nhưng mà nó có gãy cái đó thì coi như anh lấy cái đó làm kinh nghiệm và anh tặng cho đứa em anh vậy thôi. Anh kêu ba mẹ anh nè, anh kêu hai đứa em của anh là đứa em rể với em ruột nè, đó là bà con dòng họ với cháu, anh chở lên trên này cho ăn, anh chở tới ngay cái quán đó ăn, ăn cho hết. Rồi anh chị đó đứng đó nhìn đi, anh cũng đứng anh nhìn luôn. Anh học lén cái cách họ vận hành sao, họ chế biến như thế nào. Dữ dội thiệt chứ. Cái làm quán cháu ếch mọi người thấy tự nhiên chắc thấy mọi anh thích làm nấu ăn á, cái mọi người bắt đầu rủ. Đây quán bánh canh này nè, cũng làm chung với người bạn. Còn quán sushi thì sao? Anh tận dụng cái mặt bằng ở trên đó. Tự nhiên để trống lắm. Nhưng mà một mình anh làm, một mình anh vận hành luôn. Quán đó là của một mình anh. Vậy mình phi lên đó nha. Ok, lên đó anh dắt em lên đó cho anh thưởng thức món sushi. Tên 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 làm phục vụ luôn. Bữa giờ rất là nhiều anh chị hỏi anh đó nha Thu Vi. Hỏi ủa
Hôm nào anh rảnh á, anh ghé đây cái hỏi, ủa quán đầu tiên phục vụ luôn hả? Anh nói dạ bình thường mà chị, em phục vụ vui mà. Chỉ cần anh chị ghé thôi là em phục vụ hết. Đó. Ôi ngon quá, đẹp quá. Hấp dẫn không? Hấp dẫn quá, sashimi. À, cá hồi nè, cá ngừ nè. Bạch tuộc nè, cá thu hả anh? À, cá trích. À, cá trích. Cá trích trứng. Sò. Sò điệp. Sò điệp. Cái này là lườn cá kiếm ngon xuất sắc. Sò đỏ. Là món sống đúng không anh? Là món sống đúng không? Sashimi á. Đúng rồi, nhưng mà ngon lắm. Yên tâm đi, tin anh đi, ăn được. Anh, cái ý tưởng nào mà anh muốn kinh doanh sushi vậy? Thật sự anh quan niệm là anh thích gì anh làm đó. Anh rất mê sushi, anh mê lắm. Cơ duyên anh làm cái quán mắn này là anh thích là anh làm à. Quỷ hồi Việt Trung ghẹo anh. Đó anh Tuyền, khi nào ông định mở luôn nguyên cái khu ẩm thực của ông vậy? Cái mỗi lần thích ăn món nào nè, mai mốt mà anh muốn mở nghiêu hấp thái rồi đó kêu em nha. Có luôn hả? Anh thích nghiêu hấp thái. Đó là cái quyết định. Thấy để không trên này làm gì thôi tận dụng. Trang trí lại trong vòng làm cái này á, trong vòng chưa đầy 3 tuần. Anh lên ý tưởng, anh dắt thiết kế lên, anh nói em ơi anh muốn làm vậy như vậy. Thì anh cũng tận dụng luôn cái idea của bạn thiết kế luôn. Hai anh em cùng phối hợp với nhau cho ra được một cái không gian dễ thương như vậy. Anh, nhưng mà cái nguyên liệu mình khó kiếm không anh? Thường thường những cái này là nó có công ty. Chỉ cần qua công ty và anh phải chọn lựa, anh chắc lọc là hàng ở chỗ này giá rẻ mà vẫn chất lượng nha. Đó là anh tìm hết tất cả mọi thứ, cuối cùng anh thấy được cái chỗ này là hàng cực tươi. Ủa anh, về cái này á, em chấm vô cái này được không? Cái tương này cũng được. Được không? Em ăn thử. Em ăn thử đi. Đây, cái giây phút này là phải quay lại và slow motion cho thật là kỹ. Đây là lần đầu tiên Tú Vi ăn sashimi nha. Chưa có một ai có thể dụ dỗ được em ăn sashimi đâu. Ngon không? Đồ ăn rất là tươi. Ngon quá hả? Tươi đúng không? Ngon đúng không? Ngon. Để em ăn thêm một cái nữa. Ngon. Ghiền liền. Không cay đâu đúng không anh Tuyên? Không cay. Thề nha anh Tuyên ơi. Anh gạt Tú Vi làm gì không biết. Một cái thuyền như này giá như thế nào anh? Một cái thuyền này hả? Thuyền này là thuyền lớn, hình như là giá là 349 ngàn. Ôi, rẻ hả? Hả? Mềm ra, giá ok, mềm. Giá anh làm tất cả mọi thứ vừa phải. Nhưng mà chất lượng thì 5 sao nha. Lúc mà mình tuyển bếp có khó không anh? Bếp anh cũng may mắn được nữa là anh cũng có mối quan hệ luôn. Dạ. Và thật sự nha, anh may mắn được là cái hiệu ứng trên Facebook, trên fanpage của anh mạnh. Khi những cái gì mà khó khăn á, anh chỉ cần anh đăng lên trên Facebook, anh nói Tuyên đang cần cái đó, Tuyên đang cần cái đó. Thì rất là nhiều bạn, rất là nhiều người cảm giác họ quý mình, họ nhiệt tình mình và họ muốn làm với anh đó. Cái họ vô, họ bắt đầu hẹn với nhau là ngồi phỏng vấn, họ nói chuyện. Là thậm chí có những người biết cái bạn người đó làm, cái tát tên vô. Họ làm Tuyên đang cần cái này, kiểu như là giúp đỡ anh đó. Anh may mắn là được cái đó, mọi người hỗ trợ anh rất là nhiều. Vậy thì khi mà anh vừa đi diễn, rồi anh lại vừa kinh doanh mà em thấy anh kinh doanh trộm vía nha. Thì làm sao mà mình cân bằng được? Anh xác định rồi là cái nghề diễn là cái nghề chính của anh, bắt buộc 100% anh không để ảnh hưởng tới nó. Chỉ cần có show là anh sắp xếp anh đi làm hết. Còn cái chuyện quán này nè là anh control được mọi thứ. Anh có người nhà, chứ là quán bây giờ quản lý bằng phần mềm, tất cả mọi thứ có camera rồi này nọ, rất là thoải mái. Bởi vì em thấy là khó nhất là cái việc nhân sự với lại quản lý này nọ đó. Nhưng mà trộm vía anh có được gia đình hỗ trợ đúng không? Nhưng mà em thấy là hiện tại bây giờ ngồi là coi như là khách chờ rất là đông. Anh có nghĩ việc anh sẽ mở thêm chi nhánh hoặc là ở tầng dưới mình cũng sẽ dành cho sushi hay không? Công nhận là ngoài sức tưởng tượng của anh là anh may mắn là thì mọi người ủng hộ anh rất là nhiều. Và lúc đầu anh nghĩ anh chưa dám mở một cái mô hình lớn, anh rất là sợ nha. Anh sợ anh mở không biết mọi người có đón nhận với mình không. Mà tự nhiên mở một cái lớn mọi người không đến với mình là chết. Bởi vì anh phải mở một cái nhỏ nhỏ trước. Anh coi khách có ủng hộ mình không, mà khách đến với mình như thế nào thì anh sẽ tính tiếp. Còn cái mở thêm cái chi nhánh nữa thì anh nghĩ chắc chắn. Nếu được mọi người thương, mọi người ủng hộ như vậy thì anh sẽ triển khai làm một cái tiếp tục nữa. Anh vậy ở đây á, best seller là món nào? Có nằm ở trong cái bàn của mình không? Ở chung best seller chủ đạo của quán anh là nó sẽ có món bò. Bò đó là bò sốt tơ ri, bò sốt tiêu. Ăn cực ngon, anh mê món đó. Rồi nó có món đậu cá hồi nướng. Có thể là nhiều quán cũng có rồi, nhưng mà cảm giác anh cũng thích cái món này. Chấm tương ớt luôn này đó. Đậu cá hồi nướng của anh là 69 ngàn, 69k. Nguyên cái đầu này 69k. 69 là hả? Wow.
Mấy bé thường thường thì lại thích ăn những cái trứng rồi nè. Đó, giống như trứng cá hồi này 2 cuộn có 49 ngàn. Trời ơi. Trứng cá hồi ra nha. Nè, cái này năm, trời ơi, cái này 55 ngàn. Ờ, em nói ở ngoài em mua là 77, là 60-70 ngàn. Có 2 miếng thôi, thì được 5 miếng luôn. Có ăn 5 miếng. Là đúng cái gì trên này hình là... nó làm sao là nó y chang như vậy. Em yên tâm, đó giống như cái miếng nãy em vừa mới gấp đó. Có những cái này giống như sushi trứng cuộn chỉ 25 ngàn thôi, đúng 4 miếng. Nhưng mà ngon nha. Ừ. Tại vì em nói em ăn sushi và cái món này em thích là em ăn rất là nhiều. Cái cuộn ở đây nó rất là chất lượng luôn. To. Vậy là anh phải có mối quan hệ tốt với nhà cung ứng lắm đúng không? Anh Tiên. Xong rồi mình lấy về cái giá mà ngoài thị trường không có đúng không? Không, cũng vậy mà. Thôi. Cũng có thể là do họ quý mình, họ để một cái giá tốt hơn chút xíu. Nhưng mà chắc chắn anh hứa em là anh có lợi rồi. Nghe thấy thương dễ sợ luôn á. Có. Trời ơi, ngon quá à. Tay nghề đầu bếp rất là xuất sắc nha. Tăng lương nha. Thôi bậy chết anh á. Anh nói với là tôi bây giờ là giá anh làm là giá bình dân, khách ai cũng ăn được. Anh bây giờ mình có cái deal này được không? Lợi cho cả anh và lợi cho cả MC của chương trình là em đây. Đứng gài anh nha, anh khờ lắm á Vy. Mình sẽ chơi một trò chơi nha. Nếu như mà em thắng thì em sẽ được miễn phí trọn đời ở quán Năm. Trời, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ mà nước mắt rơi không? Không có. Còn nếu như mà em thua thì em sẽ đến ăn, bỏ tiền ra và bia cho anh trọn đời. Thì gớm anh có cần không? Làm gương mặt đại diện cho anh luôn. Cần không? Em nên suy nghĩ lại nha. Thôi vậy. Anh thấy em đang lỗ á. Không sao hết. Em không lỗ có gì đó. Ngoài danh tiếng. Em không có gì đó. Ngoài danh tiếng. Hình ảnh Tú Vy mà làm quảng cáo phi cho sushi Enrica trọn đời là khủng khiếp lắm á. Được không anh? Chơi không anh? Chưa chơi kể nha. Mà thí dụ Tú Vy mà vô trong xã đoàn của Quách Ngọc Tiên trong phim Enrica nữa, trời ơi. Được quá. Ê, để về em tập tạ cho có cơ. Vô xã đoàn ghê cho anh nha. Ngầu ngầu nha. Ok, chơi, không suy nghĩ, không có nuốt lời nha. Tuần này, Tú Vy và Quách Ngọc Tuyên sẽ tham gia trò chơi giải đố. Ở vấn chơi này sẽ có 10 câu hỏi, gồm 5 câu hỏi đố vui và 5 câu đuổi hình bắt chữ. Cả hai sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời. Ai có đáp án đúng nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Con công bị chết thì gọi là gì? 5 4 3 2 Mất công. Sai. Mất công. Mất. Đúng rồi, mất công. Xong luôn rồi, anh là gì? Con công bị chết hả? À, chết là tử đúng không? Công tử. Dạ rồi. Nhìn hình đáng chữ. Cái gì mà ngôi sao rồi màu xong vàng. Rồi cái chữ mà có 6 chữ. Rồi sao đấm lửa, sao lửa hả anh? Đúng rồi ạ. Ủa? Sao hỏa? Trời hay vậy. Tiếp theo, giả sử bạn là giáo viên trong lớp học có các học sinh tên Hoa, Bình. 15 phút sau có thêm Hải và Việt vào lớp, hỏi giáo viên tên gì khác? Tên Hoa, Bình. Tên Hoa Bình là gì? Giáo viên tên gì kể giáo viên chứ. Giáo viên tên gì kể giáo viên chứ. Trời, liên quan tới mình. Đúng rồi, đâu có liên quan tới mấy bạn không? Câu hỏi, giả sử bạn là giáo viên trong lớp học các học sinh tên Hoa Bình, 15 phút sau có thêm Hải và Việt vào lớp, hỏi giáo viên tên gì? À, giả sử bạn là giáo viên phải không? Thì giáo viên là tên Vy. Ủa? Hay tên gì? Nhìn hình trái chữ à? Con kiến đi ngủ. À, ủa? Con kiến đi ngủ sao mà con kiến á? Hoài con kiến đúng không? Kiến ngủ, kiến làm. Kiến... kiến thức. Kiến thức. Câu hỏi tiếp theo. Hôn mà bị hôn lại gọi là gì? Hôn mà bị hôn lại cái này nhớ nhớ. Hôn mà bị hôn lại. Hôn lại. Cái này tôi đã từng biết rồi. Cái này tôi đã từng biết rồi. Đính hôn. Hoa. Ủa cái cây cái bên là gì vậy anh Tuyên? Cái phấn hả? Nấm hả? Cái cột hả? Cái gì vậy? Phấn hoa. Dạ đúng. Em đã gần tới luôn rồi đó anh Tuyên. Món đầu cá hồi nướng ở quán anh gì cả giá hãy nói giá 69 ngàn đúng không ta? 69 ngàn. Ai thôi anh đúng rồi nữa ghét mấy câu nhìn hình đánh chữ này ghê vậy đó. Đập hộp
Ghê ta. Đoán gì cũng đúng luôn á. Con gì không học từ cây nữa? Con gì không mọc từ cây? Năm, bốn, ba, bông tai. Hay vậy ba. Nữa hả? Cờ đỏ. Chào cờ. Trò chơi này nó lộ IQ của chị quá em ơi. Dạ, phần thắng là về anh Tuyên. Yeah. Ừ, bây giờ sẽ có Tú Quý ở trong sushi em đi cá. Bye bye. Ok, gia nhập xã đoàn. Ok nha. Trời ơi, tự nhiên cái khúc này ảnh ngầu quá nè. Em là Vi, anh là cá. Yeah. Nhưng mà ý là do là đại diện hình ảnh anh cũng được ăn free chứ đúng không? Ok. Ăn Vi suốt đời. Thôi em sẽ. Nhưng mà không có ngại nha, cái này anh nói thiệt á. Chú Vi thèm cứ lên ghé bên anh ăn. Hôm nay đi ăn được một cái hợp đồng làm đại diện nha mọi người. Xong còn được ăn free cả đời nha. Xong còn được phim nữa, vô xã đoàn nữa. Trời ơi, sao mà lời quá lời vậy? Tuyệt vời quá hả? Cảm ơn chương trình, cảm ơn chú Vi đã đến đây với anh. Và được anh chia sẻ, anh cho khán giả biết đến những món ăn, những cái công việc của anh sắp tới như thế nào. Và anh hy vọng là anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ đều chỉnh chu, tròn trịa để mà gửi đến khách hàng, gửi đến khán giả từ quán ăn cho tới những sản phẩm về nghệ thuật của anh. Em chúc cho anh Tuyên sẽ luôn luôn khỏe mạnh nè, vui vẻ nè, luôn luôn có nhiều những cái hoạt động và dự định và luôn luôn thành công luôn. Và anh nhớ là sau này phải có Vi nha. Hay quá, cảm ơn Vi. Yeah. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình trò chuyện của anh em chúng tôi và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình sau nha. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả.